Nay chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em các cái nguyên nhân mà dẫn đến cây mẫu đơn của các bạn bị vàng lá nhé. Đặc biệt là những cây mà trồng trên chậu khoảng độ tầm 2-3 năm là gần như là cây nào cũng sẽ có hiện tượng là vàng lá như thế này. Cây này thì cũng mới bắt đầu chớm vàng thôi, nhưng mà có những cây các bạn trồng các bạn sẽ thấy nó vàng cả gân luôn đấy. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên mà chiếm đến 60-70% cái việc cây mẫu đơn bị vàng lá đấy là cái rễ của cây nó bị thối, hoặc là cái đất của các bạn đã hết chất rồi, vì vậy nên là cây nó bản chất của cái lá cây nó tự dưng nó vàng, nó thiếu đi cái chất dinh dưỡng. Ngoài những nguyên nhân đó ra thì có những nguyên nhân ví dụ như là các bạn tưới nước nó không đều, hoặc là các bạn để cho đất nó bị trên thì khô, dưới thì ướt sũng này. Đấy, đây là trồng chậu nhé. Hoặc là có những bạn thì chỉ tưới trên bề mặt và đất ở dưới rất khô, vì vậy nên là nó không phát triển được bộ rễ đồng đều, nên là cái cây mẫu đơn nó không đủ chất để nó nuôi thân, nên là lá nó vàng dần. Đấy, thì tất cả các nguyên nhân đấy tự chung nó sẽ ảnh hưởng đến bộ rễ để cho cái cây nó quá trình vận chuyển thức ăn cho cây, chăm sóc quá trình vận chuyển thức ăn nó không được tốt cho cây và nó sẽ bị vàng và cây nó sẽ không có độ phát triển đấy. Chính vì vậy nên là các bạn chờ part 2 mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mà để chữa trị cái việc cây bị vàng lá nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trung Kiên. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.